Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming và Duy Khải Kiến Trúc. Nào một buổi xem video vui vẻ mọi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với lần bài boss bắt 56 này mà. Và sau cái bắt 55 thì anh Tùng đã nhận được một cái ngọc, một cái giá trị kháng cả 16 kháng 30 thì giống độc 30 và sinh lực 90. Thì thực sự anh đã quá về bờ luôn. Và ngày hôm nay thì anh sẽ đầu tư thêm khoảng, có vẻ như Khải tìm hiểu sơ qua là gần 60 lần bài boss này, 60 lần bài boss tương đương gọi một rương. Thì anh em cứ nghĩ thì một rương nhiều, anh em cứ nghĩ không biết bao nhiêu tiền, thực sự là khoảng tầm như anh nói là 40 con đặc biệt thì nhân cho nó 750 xu một con là khoảng 30 kim, là tương đương 2 triệu rồi, kèm với 20 con thường. 20 con thường thì nó dao động khoảng tầm một con không 100 xu, khoảng 2 kim, nói chung là hơn 2 triệu em. Ở bát lần này đánh cho anh Tùng hơn 2 triệu nha. 60 con hơn 2 triệu, dưới kèm với tiền dạng thì nó nằm ở giá khoảng tầm 2 triệu 2. Rồi ok anh Tùng ơi, nó thắng Tùng ơi. Nó chịu bẹo luôn á. Tùng ơi, ra đây ra đây. Tùng ơi, đây. Đây. Đây đây. Cứng lần anh thả 4 5 con. Ừ bên đây anh, đâu Long Quân Trắng anh đi đâu đâu? Long Quân Trắng á. Có phải PD anh không? Có, ra Emperor anh cho có cái miếng bánh cho vui mà. Ừ, Emperor xong rồi anh cứ đứng sẵn sàng đó. Em nhặt cho anh em xem. Đây anh ơi, Long Quân Trắng ngay chỗ cái coi này. Ác này hả? Rồi vô Emperor. Ác này là đang giữ mới làm bài bot tầm 60 con đúng không? Làm tới nhầm cái hơn 120 con. Gì? Tối nay 120 con hả? Cá đặc biệt mà thường. Mà... ui. Đây nhá. Bao nhiêu con đặc biệt, bao nhiêu đặc biệt? Đặc biệt khoảng tầm 50 con, thường khoảng tầm 70 con. Rồi ok, rồi thả lên đây. Quá nhiều luôn em ơi, 120 con. Được chưa? Rồi thả đây, ok rồi đó. 50 con đặc biệt tương đương là khoảng tầm 37 kim. Rồi kèm rồi, với đi ra điện tông. Chết. Kèm với 70 con thường, 70 con thường thì tầm 7. Tầm 7 kim nữa. Tầm 7 kim. Thì chưa quấn. À rồi rồi. 7 kim nữa thì nó tốn khoảng tầm anh Tùng đi ra lại để cho nó dùng con kia boss đi ra 3 triệu 45 kim. Rồi lần này anh Tùng đánh gần 45 kim. Đi ra lại cái bên phía bên thả boss đó. Đúng rồi, cho nó giấy, cho nó giấy anh. Đúng rồi, anh quýnh nó một cái, anh kéo đây đi à. Quýnh nó ra, quýnh anh Tùng, ra quýnh Tùng là anh Tùng đi ra quẹo vô, quẹo qua boss đó. Quẹo qua boss đó. Quẹo qua chỗ bãi boss nè. Rồi ok. Đó. Ok. Rồi, tự động giấy anh thôi. Rồi, đứng im. Ôm vô luôn boss luôn. Anh bốt luôn. Rồi cho rồi ok. Rồi xong. Lượm tiền, hiện tại mình móc mà. Cái này anh Tùng muốn tìm đai lưng thủ lý làm chậm thì thôi. Anh cái lần này anh phải thả nhiều họ vô. Là làm ra họ càng nhiều càng tốt. 30 đai. Họ có nhiều càng tốt. Xịt vô. Em đứng dậy nhiều càng tốt là ok. Nữa. Họ càng nhiều càng tốt là ok. Rồi. Tìm tầng này anh Tùng tìm sao kiếm đai lưng phòng thủ lý làm chồng kìa, như cái nhẫn chón kháng hỏ này mà kiếm nhẫn đẹp đẹp xài cái. Rồi 120 con bắt 56 thử ra gì nha. Có con này kia mình thấy khoái rồi. Rồi thắng lô 30 mà ui dày dày thắng lô 30 tốc độ chuyển 40. Rồi rồi em làm việc. Hai cây vũ khí, có ok. Có vũ khí nha, có vũ khí. Ồ, 5 con lần này nhiều boss nha. Nhiều boss nha. Thả thả tiếp lên Tùng. Anh Tùng có thả tiếp. Thả tiếp nha. Rồi, thả tiếp anh, thả tiếp rồi. Ok, thả tiếp. Cui hang. Đài mọc cho em Huy luôn. Đài mọc sốp. Đấy. Đài mọc luôn. Sốp luôn. Đài mọc luôn. Trời, cái áo phù hợp. 40. Kim. Bán cũng được. Vật tư kim cũng được. Cho anh em đủ đồng sóc 29, sẵn lôi 19, trời ơi. Bán cũng được hả? Bán được á. Ừ, đó là ai xài cho bán gì ba đó. Kim đường môn nhiều quá. Trời, sẵn lôi 2. Will chết lên chết xuống á. Trời ơi, vũ khí kim, anh Tùng ơi, kháng độc 25 đúng 1 dòng 1 sát thương, không có sát thương vậy luôn. 4 điểm ngon. Quá hay thiệt, cây vũ khí đồng sóc. Kháng độc 25 điểm nè. Nó nhìn ngứa gan gốm, sốt luôn rồi, khỏi cây cung. Xem nữa là sát lương lý 189 điểm. Ừ. Đây rồi, hỏa đây rồi, nhiều hỏa rồi, mấy con hỏa. Ui hàng. Chơi. 1-1, 2 hỏa, 1 kim. Mình nhớ nó bị kẹt bồ, sẽ quen bồ cũng được ta. Ôi, anh Tùng thả sao con này gặp kẹt bồ đâu. Anh Tùng đâu, nhắc ra em cừu sát anh Tùng ơi. Đúng rồi, đứng im. Rồi, anh chạy sát vào boss cho em đó. Đứng hàng cái góc hồi nãy anh Tùng đứng ngay chỗ hồi nãy Tùng đứng rộng tí, đừng đứng sát quá, đứng rộng tí rồi anh mới thả. Đứng ngay chỗ hồi nãy lần đầu tiên thả là được. Ui vô lần này ngon anh Tùng, sao đồ nhiều vậy? Đồ nhiều vậy? Ủa tối nay ra chắc về bờ đó anh em, đồ nhiều vá chướng.
Ờ tháng này chắc về bờ mẹ rồi. Đại 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 đi rất nóng rồi. Đại đại. Ui sụt áo phục hồi. Ôi 40 trời ơi, 40 530 chứ vãi chứ. Ui sao. Trời nữa. Ui giời tay 500. Ô lần này rất đồ nhiều nha. Rồi, được cái áo. Rồi, áo nó cho nên trong bang xài. Rồi em nhặt tiếp nè. Rồi thả tiếp tụi tụi này nè tụi ơi. Đó, đứng đứng ngay cho em này. Đó. Sao từ hai vòng tóc. Thả đây. Đó. Vũ khí nhiều, đồ nhiều nha, hai cái vũ khí nha anh em. Đào sẵn luôn có phải, đào sẵn luôn. Đào sẵn luôn nè. Rồi nha, đau hỏa đau mộc gì rồi. Bỏ mẹ. Rơi tiền đeo ra nhặt đi. Ui, nhiều tiền quá. Anh cầm nhiêu tiền ấy? Cầm mấy nghìn. Chết rồi, mất nửa tiền nào. Trời ơi, anh cầm mấy nghìn vạn chết thiệt luôn. Mất như là hút một ca hai. Hút một ca hai là mất một nửa rồi. Anh thả như là, ôi anh cầm 4.000 vạn hả? Anh Tùng cầm ừ 4.600. Trời đúng rồi, trời ơi uống thả bóp anh cầm này tốt rồi. Giao dịch lại 1.200 anh ơi, chỉ còn được 1.200 thôi. Ôi cái ca độc sắc không có tốc độ. Trời ơi anh Tùng mất 3 ca máy dạng rồi mày. Tại vì rớt xuống dưới là nó lụm rồi. Trời chó 30 anh Long, độ 40 mà ngon rồi. Anh Tùng ơi. Trời anh Tùng rất là 4 nhân double nè. Anh Tùng biết sao không, anh thả rồi anh chạy vô vậy ra. Anh thả lần mấy con xong rồi anh lại lấy tiền tiếp anh. Đây giờ tiền dạng anh ơi, giờ tiền dạng anh ơi. Đây. Mất hết bạc 4.000 mấy, mất hết 3 cái mấy rồi. Úi lại, lại lại lại. Lại 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 anh ơi, lại anh ơi. Mất được. Khoảng độ 1k2 thôi. Đâu, đây còn có k2 mà. 1k2 đâu, đã anh Khải lượm 1k2 rồi. Em lượm 1k2 là Adder nó thu anh một nửa là 2k4 rồi đấy. Ừ. 2k4 rồi, 2k4 là anh à đúng rồi, là anh móc 1k2 đúng rồi. Trong người anh sẽ là 4 cái máy đúng rồi. Anh móc 1k2 chính xác. Anh móc 1k2. Anh móc 1k2. Em nhặt lên 1k2 là anh móc 1k2. Đó, nó sẽ móc một nửa dành về túi của Adder. Đó. Adder sẽ anh phút đó cho anh dùng của anh một nửa tiền. Ok đi. Bây giờ là anh mở lần 5 con là anh đem 100 vạn thôi. Đúng rồi, auto auto đâu nó lần 100 vạn thôi. Anh cầm mình mấy ngàn vạn vậy. Anh auto á. Là nó tự động rút 100 dạng cứ hết vô đúng thành là nó tự động rút tiếp, cứ vô đúng thành tự động rút tiếp. Rồi tiếp tục anh em ơi. À bạn xếp mình bắn thì vẫn như cũ nè, không gì thay đổi nha. 6 4 5 15 mới nhận 25 là 40, mấy mực nào là 45 đó. Rồi cánh quế tử 30. Rồi cái bông đào 10% nữa là 75% nữa nè. Đó, tóm tắt như vậy. Rồi Thiên Sơn 10 điểm. Khải qua gì mấy nữa? Đồ nó qua con nào đi. À? Rất đồ nhiều đồ lắm. Đây anh Tùng vô đây lái luôn Tùng. Thôi từ từ kìa. Không có chỗ đâu. Đợi em bỏ năm đồng này. Anh em nào cần em bục cho. Ba đồ này không có cái nào hết. Không có nào gọi là bán có tiền. Tổng hợp lại. Đồ bình thường không à. Rồi, tiếp tục khối độ. Bỏ thủy không vậy? Lụm cái nhẫn nè. Cái lô này thủy không? Lấm tiền. Bụp. Vũ khí. Rồi, 2 cây vũ khí thủy. 3 cây vũ khí thủy. 4 cây thủy. Ui, 4 cây vũ khí thủy luôn. Vãi, ô ngập bò nữa này. Rồi, ngon. Vô. Nhưng mà vũ khí của đây rớt như vậy. Ủa, sao này rất đồ nhiều nha. Khả năng dừa bờ lắm. Khả năng dừa bờ nha. Có chứ anh. Đâu, có đai lưng ông ơi. Có đai lưng. Chán 40 là ngon. 40 là ngon rồi. Số. Trời 20. Rồi nữa. Số. Trời ơi. Rồi khăn hò. Dùng 2, khăn 20 được cho xem mà. Trời. Trời ơi. Rồi có nguy cơ về bờ. Có nguy cơ về bờ, xấu dòng. Cho đâu, về cuối. Trời ơi. Ui xeo. Anh không có tóc đỏ. Vai trướng áo mà camera nè, bằng sắt đem đó. Không tốc độ. Rồi. Đâu vòng mới chịu. Thả tiếp anh ơi. Thả tiếp anh. Con thầy tổ lâu. Được chưa? Đúng rồi. Thả xong là bấm chạy liền. Thả xong chạy liền đúng rồi. Đó. Anh đứng anh nhảy. Anh nhảy cái là mất nó đập một phát một là nằm một đống luôn. Rồi, bánh đem 16 này không biết như thế nào mà thấy đồ đạc ra khá là nhiều. Mà chưa hết hơi nhỏ là chưa hết mất cái máy dạng này. Chưa hết mất cái máy dạng này. Rất quá trời luôn hả? Ừ, nó rất đồ nhiều gơ luôn á. Này rất đồ ngon. Liên tục luôn.
cố gắng ra về bờ 120 con đây mà, 120 con về bờ, về bờ cho ngày 10 ra đứng lên ít mình nè. Full may mắn anh em, hiện tại server có may mắn nhiều là cả cánh full hết luôn em, không thiếu một may mắn nhiều nữa. Đang làm clip là cho anh em xem em ơi, lúc nãy nó bị cúp điện là không có trực tiếp được nè. Ô một con mít không có gì luôn. Một cây vũ khí thổ, khí thổ. Ô thằng này có thể là về bờ đấy nè, rất vũ khí nhiều nha. Còn lôi sắt nó công 200 rất đa số cái nào cũng rất vũ khí luôn. Ừ, ngon. Cái tôi này cũng tùng ngon rồi. Rồi khui hai con này mà đứng ngang cái con thổ lách kim một con là như quýnh gần lâu rồi, rất gần đồn lâu gần ít hết thảy. Ừ ở đấy một con cũng hên xui nữa đâu. Rồi thả lên tông ơi, thả một món. Rồi thả đây. Chúng mấy con họ quýnh nhanh, họ dưới mọc quýnh nhanh, thổ kim mọc khui. Tiếp nữa chặt rương nè. Trời ơi làm chậm 40 ơi, làm chậm 40 cũng được. Má cái này mình chóng có tiền rồi. Chán thì ngon nữa. Chóng về bờ luôn. Ui đôi giày làm chậm 40 trời. Mái chưa được cái vũ khí 540 nè, dòng 1 cũng được. Mà thật sự mấy cái này không bao nhiêu tiền nữa, rẻ tiền lắm. Đăng kích sẵn luôn cũng được 3 ống kim. Ừ, rẻ tiền, hồi xưa mất mà tầm này rẻ. Hồi đó một cây gần cả triệu. Nửa kích này, kích này đẹp. Ai đổi kìa. Đổi gì? Có nội lực đúng không? Nội lực cũng chăng cái này. Nội lực luôn, nội lực không à, không có sức lực. Nội lực thôi. Có nội lực là cũng đẹp rồi. Nó đẹp mà. Cầm cho đẹp. Như hướng đổi hả? Em đang xem có cái giày với cả cái đai thì đẹp đẹp. Ngọc bội áo. 3 món luôn. Ngọc bội áo giày đai. Kim chết này, hành thổ hay lâu. Đây mang đào tốc độ đánh thì nó mới nhanh, nhưng đánh thường lâu lắm, không tốc độ đánh chậm lắm. Vì cái đao đó tốn gần 10 kim á, đồ hỗn binh quá trời đó, vãi thiệt mà. Lại anh đâm đưa đó. Đừng đâu, mua cái 3 kim hỗn binh quá trời đó. À có đao nha, có đao nha. Có đao nha, cái con kim rất cái đao đó. Có đao. À con kim rất đao đúng không, kim rất đao. Thả tiếp lên Tùng ơi, đứng vô. Đứng ra đây xíu nữa. Rồi thả đúng rồi, thả đây. Rồi thả đây. À đây, em bao cơ chưa? Sao không tiền nhỉ? Auto anh đang bật auto bơm ca là nó mới rút nhỉ. Bật rồi. Con kia. Ơi, Khải ơi, cái bổng đồ sát nội công người Khải. Cái bổng gì à? À, bổng thổ nha, ngon. Sao nó không rút tiền? Bổng bằng sát lên em ơi. Thổ. Bổng thổ mà. Không có cái giày thổ là đẹp. Trời áo không phù hợp. Rồi ô tê. Đầu hứng hở dùng 2. Nó đúng qua thành nó rút đấy. Đây mà thành nó mới rút. Đúng qua vào thành nó mới rút đấy. Đủ chúng động. Ôi đau thố chứ. Ôi trời. Ủa cái gì trời gì vậy? Đủ xanh tốc độ đánh đủ quá cái trướng có cái bóng vai nó. Không trình lực nghe, không trình lực. Đâu đi đâu trai là đúng bài quá cái bóng thiệt sự. Tốc độ đánh 10 cái này tốc độ 20. Ôi vãi. Ôi vãi chứ cái bóng. Cái bóng này trời ơi. Thiên Vương mua về mua ngay. Bóng cái này bóng kim tốc 20 nữa đẹp. À, bóng thố nhỏ gơ gốm. Trời ơi, không được thì ngon. À, sao dòng nhìn đẹp gơ gốm luôn. Cho đó Tiên Vương mua về hoán được. 20. Rồi, thả tiếp bên đây. Tầm này bây giờ là hoán cái là đi hút khỏi sợ chết luôn. Khỏi sợ chết luôn. Nãy tông kim thấy có con Thiên Vương đao chém gớm lắm á Khải. Ừ. Chơi vậy vậy giờ nó vui. Phát sáng luôn mà. Ừ, nó hút nội lực thì ngon. À, đây hút nội lực cho nó dí đường môn nó chém như con vậy. Hút sinh lực 7 vãi chứ. Nhìn lại cái bóng tích gơ nha. Má bóng xấu dòng đẹp gơ luôn đâu. Mình tóc có 10 sao vậy? Không nói hút cái bán 1 tiền bóng thấy bóng kia là ngon.
Má nó hút sinh lực kìa. Má bá cháy một chát luôn nè. Mà cái đó mà hút nội lực thì thôi. Thì mà chát nó còn tốt lực thì mua lại đấy. Mua đi chơi là ngon. Mua ra mua mua cái đó về trên ngon chứ. Ngoài công mua cái đó về trên. Đúng rồi. Mà phải mua chắc chắn mua. Trời, hút hút tầm 3 điểm thôi là cũng 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 ngon rồi. Má áp sao dòng không trời. Trời. Còn về bao tay nữa. Tay gì? Còn bao tay nữa. Bao tay nữ vậy? Đâu. À đâu đâu, không bao tay nữ. Cái không bội. Ừ, cái không bội. Trời ơi, nó xuống bị mít đâu má. Sốt rồi, giọng người nói chết rồi. Mở cái mít lên. Ừ, mở mít lên, cần đồ gì nó nhanh luôn nè. Ta lọc đồ nhanh. Lọc đồ bán nhanh. Không mở mít rồi sao tiến cho để lại hả? Hả? Ví dụ ừ, thì đồ đẹp mà, đồ đẹp đó lại chứ bán làm gì. Kìa quá trời. Đồ nào được đỡ lại cũng được, sốt tại chỗ chứ đỡ chứ đâu. Phi Trần cần ok giờ đưa nè. Mới bán vào tay sinh lực một lực 8 mấy, 100 mấy rồi đó. Không có kháng giữ làm gì đâu, không có kháng mà giữ gì đâu. Khui khui khui. Đúng rồi đó, vô góc thấy quốc cho. Đại lực thủ đến chậm đâu. Sao cái cây bóng nó tóc, không phải là tóc 20 ta. Tóc 20 cũng đỡ được một chút. Hút nội lực là ngon rồi. Tóc 20 hút sinh lực nữa, quá là ngon. Hút nội lực là mua liền luôn. Cái gì mà một vàng kim vậy? Hút nội lực mà 7 thì quá ngon rồi. Trời, 130. Quá đẳng cấp. Trời. Đường môn mà cơ cái đó là khỏi sợ tốn mana luôn. Hãy bao tay dưới đất nha. Trời, 120. Lá đi, bao tay. Lá đi. Sinh lực đó, bao tay sinh lực, lực đất đó. Ừ, lá đi. Biết rồi chứ. Biết sao biết. Vũ khí không? Vũ khí không? Ôi trời. Hai cao vũ khí. Kiếm nè, đau luôn. Kiếm đau đủ ra hàng về bờ cái coi. Cái đống luôn. Này không ra, không về bờ. Tức. Trời, mạnh mực. Trời ơi, dày. Không có gì luôn trời. Ui xời, cái 5 điểm trời. Má, cái thương có 5 điểm à. Đâu. 50, mới ra có tiền. 50. Gì, 40 thôi. 40 thôi. Tiếp tục. Cố gắng quay tay, vòng mây sẽ đến. Rồi, vui. Cố gắng quay tay, vòng mây sẽ đến. Ừ, ngon rồi, tối nay có khi về bờ. Giờ là giờ vàng. Giờ vàng. Kim mới khải ơi. Ui, trời. Không có tốc độ đánh. Tốc độ sắc thương 20 điểm trời. Kháng độc cao chứ, kháng độc sinh lực cao chứ. Ngon quá. Lực nó đẹp chứ. Thêm thợ sinh lực thành tốc độ 30. Vũ khí sinh lực vậy là được luôn. Rồi, bước ra đây tí nữa, anh em nào trong bang mới vô anh em cứ hỏi đồ đây có bước ba sai. Bang đồ này bán bao nhiêu đâu. Ý sao Khải? Khi đó mà thêm cái dòng tốc độ 20 nữa trời ơi, cũng ngon đó. Thêm được, cũng bèo lắm được 10 kim, 15 kim nhớ. À, đau nữa, đau vầy, ngon rồi. Được. Thổ à? Má thổ khó quá, lô sách nội thì được. Thổ quá, chịu, thổ chịu à. Thổ chịu là chỉ được cái lô sách nội là xài được thôi đó. Cái gì mà vũ khí không phải trời. Ngon nha, tao cố gắng về bàn giờ này. Nhớ cái giờ này bữa sau mà đánh boss. Thì 12 giờ chứ giờ nào, do đồ chắc ăn được fit lại xong ngon lành đấy chứ. Mấy hôm một món à. Một bữa rớt thì là đúng có một món. Mấy cứ một món. Kích sơ lại để cho anh em quýnh. Ừ. Hôm nay quýnh lỗ. Lỗ quá mà, ai quýnh lỗ mà, đâu có lời được. Lỗ quá, nhiều người nán sao. Rồi cố gắng về bờ cho anh Tùng cái đao no 1 server, cái nõ no 1 server nè. Tóc 30 sẽ thương 45, về bờ 40 củ đừng ra tiền. Lâm thực nào luôn tiền về luôn thiếu 4 4 mà bán về làm củ à. Ừ. Để tóc 47 luôn rồi. Cái đâu cái tóc 20 số thương 44 nó bán ba mấy củ hay 40 thôi. Mới thứ gì đó. Bên 44 bán về làm củ. Ừ. Bán cái thằng tiền ấy. Hồng ho gì á. Ờ ngon quá. Nhìn hồng ho gì á. Đồng của mùng 2 Tết gọi về bên này nói đánh, nó cũng đánh bèm rồi mình bài boss này nè, mùng 2 Tết luôn ấy. Ừ. Nó mua 1.6 triệu, mình cũng rớt ra cái đeo, nó cũng bán liền luôn, về 5 triệu. Ngon quá chứ. 35 triệu. Tiếu, tiếu 9 mua, tiếu tên nhà chục nữa. Tiếu à? Tiếu thiếu lầm á. Ừ. Rồi nó bán lại cho Hương Mộc à, bán ạt cho Hương Mộc à. Rồi, thả tiếu anh ơi, thôi thả đi. Thả đi anh. Còn bao nhiêu con anh Tùng? Cứ lần 5 con.
có lần đem con là kim nữa nha, kim thổ mộc. Kim hai kim hai kim. Và đem cái vũ khí tốt mà mẹ mở ra cũng được coi chứ lý đồ biết biết hoài nè. Vũ khí ấy, hai cây vũ khí kim, ba cây bốn cây gì đó, cứ hồi kim ra đây. Về bờ luôn. Tìm cây thi vào. Vậy chứ chẳng lẽ là cây vũ khí nãy giờ chẳng không phải dính. Quấn rồi mấy trăm con ít đâu anh em, đúng không? Bắt năm 16 này anh em ủng hộ cho Khảo như anh Tùng 200 like tiếp tục ra những video tiếp theo anh em ơi. Cố gắng về bờ nha anh em. Vâng sao có bờ anh em anh Tùng còn còn đậu được còn mua boss đánh nữa nè. Chứ là đau chết luôn á. Không khí à. Một cây vũ khí kim. Được. Khui ngay. Hai cây vũ khí. Xong đau tay cầm đôi được hai cây đau. Xong đau là thổ. Xong đau thổ à. Đủ vậy, 6 dòng kháng băng nữa. Má, nhiều mấy dòng ốp vãi chưa. Úi dài. Đậu xanh. Mất dài. Mất dài thiệt. Đậu xanh. Thì sao không cho cái đao này. Cây thiệt. Đậu. Một kim đậu. Đậu tròn vãi trước nè. Gần rồi, gần về bờ rồi, gần về bờ rồi. Đậu xanh nhìn cái đao cây vãi trước. Dấu hiệu của bờ đó. Tiền về, tiền về. Mấy cái bằng 21 rồi chứ. Đừng náo thì. Đừng đầu thì. Giờ nó thưởng thức thương 20 chứ. Tròn vãi. Nhìn cho điện thoại, nhìn nó mờ mờ tưởng. Cứ là kêu mà. Ừ, quá vãi chứ. Đây, vậy. Rồi, thả tiếp anh ơi. Có người tha, có người quýnh, mình đánh bói đồ khá là nhanh nè. Mấy hôm mình tự thả lâu. Chú, chú là mưa. Đúng rồi, anh cứ chạy vào thành một lúc. Bán luôn nhìn anh ngư mạnh quá. Chú, còn rác nữa nè. Cái này lần này anh em là xài xấu dòng xài được mà sinh lực thấp quá. Đỡ ra. Rồi, tiếp tục anh ơi. Đó, nhìn cái đao này, nhìn chán gơ gốm nè. À, phải đổi qua đao 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 kim kia người ta. Đào kim cũng được 50 kim. Ừ. Ra đâu đó chịu vậy. Rồi, mộc mộc thủy thổ thổ hỏa. Quanh thêm bùa nữa. Rồi, vô bùa ha anh em thôi. Chẳng lan này hả nhìn quá trời đó. Phun bùa luôn mà. Gì đây, gì đây, lầm tiền, lầm tiền. Tìm về cái coi. Tìm về. Còn giữ con nữa anh Tùng. Phi Trần ơi, Phi Trần. Phi Trần ơi. Kêu anh Hòa dậy đi. Kêu anh Hòa dậy, đúng rồi, Phi Trần là kêu anh Hòa dậy đi. Đủ, mới có sức phẩm được. Kêu anh Hòa dậy, không được ngủ nữa. Tại bữa giờ kêu anh Hòa dậy, cái dây tay chuyện 18, 16 rồi. 16 đó. Bắt trước, bắt 55 nó, gia trình 16 về bờ liền. Cố lên. Tụi này thủy, thủy mọc. À, này hơi nhỏ, này chỉ mong vũ khí thủy thôi. Vũ khí chém 40 rồi, đánh 1 rồi. À, có vũ khí thủy nha, có vũ khí thủy nha. Hai con. Đến mọc trước, đến mọc nè. Mọc thì không có gì là bói nè, mọc đại lưng. Vũ khí mọc. Má mọc, vũ khí nữa. Vũ khí mọc. Thả tiếp anh Tùng ơi, con thổ thả tiếp anh này. Ừ, anh em biết à. Ui. Độc sắc một điểm. Cho anh vái chướng độc sắc một điểm. Được 30 thì cũng không nói. Đấy, được hắn loa 8 dùng 2. Xác luôn. Rồi cũng được mà 2 3 kim, 2 đến 3 kim, 5 kim gì đó. Ờ. Đừng ngay cứ ngăn lồi mà chán dữ rồi. Gom bán rồi gỡ được chiếc toàn làm. Được cái chị quên được cái này chiếc vài kim. Ủa anh thấy cầm trong này mà đâu dính nạc đâu anh Tùng? Anh bị lộn hả? Không. Nó đang dít rồi. À. Anh thấy nó đứng nãy giờ lâu lắc luôn. Kinh độc tôn, kinh độc tôn ngày nào cũng săn boss. Ờ kinh độc tôn mình chơi nó săn boss nhiều lắm. Ông nhiều đồ lắm.
Rồi, con này tiếp tục thả sâu nè mày. Để anh Tùng lắp đặt vô. Rồi, tiếp tục. Gì đây? Nón, áo, áo. Thổ thì to này. Mấy cái này bỏ. Bỏ. Không biết là chừng thủ 40 mà cao cao sao. Ừ, từng áo thủ đẹp đẹp à. Rồi, đợi tới lắp đặt thả tiếp. Rồi, tiếp tục nè mày. Mộc, mộc, thủy. Có một con kim nữa, cũng được. Con này cũng ok. Hai mộc, một kim, một thủy, một thổ. Ấy, nhiều khi là cái kêu là anh tác ạc ra đi rồi bây giờ mới có tiền, có rất là ngon này. Ừ. Mới về bờ này, về bờ món siêu phẩm nè, có động lực là tiếp tục mua là bài boss đánh tiếp nè. Rồi kim nào, kim thủy nào, hai cây khí, ba cây khí nè, vô đây, vô bờ đây, ngọc bôi. Ôi, ngọc bội. Ôi, con kim mít rồi. Kim cái áo kim rất là kim mít không? Gì vậy? Kim với cái áo rồi. Vũ khí gì vũ khí mộc. Vũ khí mộc. To này. Ôi. Cắn đâu 30 con mộc nữa kìa. Chuyện 20. Chú. Bội. Trời ơi. 12, 8. Rồi, rác. Rác rồi này. Rác quá rác. Cái máy xung quanh 12 này xài được này. Kích độ này nó cũng được. Rồi, tiếp tục. Cố lên, siêu phẩm vẫn đang chờ đợi nha Nam. Này là gì đây? Hóa, hóa. Rồi, ra đây lưng thủ lý đây. Đây lưng thủ lý. Thời gian 500. Con vừa đánh mà còn cô vũ hai hỏa một mộc không like được, em chỉ là bị đeo thôi nè, hôm nay không có like được. Lâm tiệm, lâm tiệm một vũ khí rồi, thổ vũ khí, thổ rồi, thổ vũ khí, thổ. Hỏa nè, đai lưng nè, đai lưng bốn rồi, chuẩn bị khui cái mớ này nè mày, hai con mộc chết nè. Ui sao này nhiều đồ gỡ. Quá trời quá trời quá trời quá trời. Rồi tôi nhìn vô bán. Đây. Bán quá đại. Mới. Trời. Đúng xin được trăm mới. Không có phòng thủ. Đã lấy cái đống này đã nè. Đã nó mất công là hết. Một giây một đai. Đó đai đó với đai đâu. Khui. Tổng lực khui nè. Về bờ coi. Ờ, về bờ đôi giày anh Tùng ơi. Rồi, ok ok, ngang nghe mây sao đẹp luôn. Đẹp. Được, 120. Về bờ cái đai lưng nha, đôi giày cho nghe mây đẹp luôn à. Em lôi hai. Đủ, thường thi dàn chón 40. Đủ, đi cha lông. Em thường dàn chón chứ vãi chướng. Thở quá, cho vãi lắm rồi. Tôi chọc, tôi chọc, tôi chọc. Má cây thiệt sự. Tây không lôi 13 chốt luôn. Ôi trời nó quá đọc sao. Rồi à, 10 chốt mẹ luôn mọi người. Rồi được đôi giày nhanh tôi này. Rồi được đôi giày nhanh Tùng ơi. Giày ngon, giày ngon á. Giày ngon, hàng độc ấy. Mát này mà 30 đẹp, mát 27 cũng chưa đẹp lắm. Cái đâu mà thêm một đẹp 40, 27 cũng ngon. 40, 27 cũng ngon. 39 cũng mà, tóc chân cao ấy. Ngon rồi. Mày được, mày trưởng mang mày kiếm mang luôn đẹp. Đăng đi đôi con 19. Ừ. Bù qua cho nó mang rồi đẹp. Quá đẹp. Rồi tiếp tục khôi hàng thủy kim. Tối nay cố gắng về bờ này mày, cảm giác ở cái bắp 56 này anh em mình cũng như là khả cảm giác thì sự là đồ nó rơi rất là nhỉnh nha nè. Ôi. Nó nhỉnh và nó nhiều đồ hơn những cái bắp trước. Thỏ chết rồi đó. Giờ đến thủy nè. Cố gắng về bờ này. Còn thở còn gỡ nha Nam. 120 con mà mới có khoảng tầm 30-40 con à. Còn nữa. Đâu, gần 70 con rồi đấy. Còn 70 con rồi. Đồ, xanh. Hết gần nửa chặng đường rồi em ơi. Sắp hết bọt xanh rồi. Sắp hết bọt xanh. Nên là gần 70 con bọt xanh rồi. Cố lên.
thủy đai, vũ khí thủy, vũ khí đai, à, vũ khí kim thì phải. Kim. Châu mư. Người kim. Không phù hợp. Lên. Châu mư. Trời. Ôi, tốc độ đâu? Đâu? Tốc đánh. Cái thiệt sự. Qua đẹp. Quá đẹp. Độc cao nha, cái độc cao nha. Cái độc cao. Mà này nãy giờ 3 cây vũ khí toàn sát thương 20 nè, không hơn nha. Vãi trứng nè. À, độc độc. Rồi, tiếp theo. Không tóc này mày, nhỏ thiệt luôn, 3 cây sát thương quá. Cây 20 của thổ qua này cũng bán cũng được. Cũng đẹp đúng không? Nhìn đẹp đúng không? Xin sát thương 100 rồi, nhìn đẹp vãi trứng. Rồi, cố lên. Thanh xong về 35 nhá. Ok, về 35 anh chạy ra bến tàu rồi, có ai không? Chạy bến tàu trước rồi, có ai không anh? Bến tàu trước giùm em. Ui. Một đai lưng, hai đai lưng, hai đai lưng thử vậy. Hai quân thủ cuối cùng rồi em ơi. Xong rồi về 35 đánh đặc biệt nha em ơi. Hiện tại 70 con lệnh bài bốt xanh mà cảm giác không có vũ khí nào đẹp hết, chắc là toàn. Còn hai quân thủ này là hết hết hàng rồi. Giờ bắt đầu đi quấn đặc biệt con trang sức rồi. Hết rồi, hết bút thương rồi. Trang sức ra không có kháng được trả mười mấy cũng được. Ừ. Thổ bây giờ trong mông vũ khí ra lô sắc nội công ra dây chuyền thôi. Ồ, nãy giờ không thấy ra rất như sợi chuyền nổi ra. Ừ, nãy giờ quấn đây không thấy. Rất học bội không luôn á. Wow. Không được, đợt này trang sức cũng ít, đợt này trang sức cũng ít không nhiều. Mình có 1-2 cái à. 4-70 con vẫn được khoảng 3-4 cái ngọc bội à, ít. Nhưng mà tí nữa đây đặc biệt để xem anh em cùng chờ đợi cái boss tiếp tục đánh đặc biệt như thế nào. Nói chung là boss xanh mà rất đồ vậy, tôi chờ boss biệt rất nhiều hơn nữa. Ừ, đặc biệt rất nhiều hơn nữa, ngon. Nói mới nói ngọc bội thổ nè. Thổ vứt rồi. Đi chuyện còn ham chứ. Ừ. Tiêu vũ khí nữa. Lôi sắc nội công. Này, nó lôi sắc nội công 200 quá. Ha nhỏ, 6 dòng. Rồi, 6. Chà, ôi trời ơi, trời từng 40 chứ. Xin lực 180 chứ, vãi trướng kìa. Bé kèo vui, xin lực vui. Ừ. Trời ơi, năm 40, vãi trướng xin lực 160. Đây, xin lực cao nha. Đây là ngọc bỏ để lại, để lại. Ừ, ngọc bỏ để lại này, giờ thấy xin lực cao lái này. Đây một nhiều game mà không cái nào có xin lực cao. Rồi, vậy bà lên cho tụi mình. Rồi, thường dừng bếp ngay, lưu bà lên tiếp tục, đặc biệt em ơi. Rồi, thả anh ơi, ok, chung rồi, thả đi. Nâng 5 con đúng rồi, chính xác. Đó. Thả đúng thì mới vô bù được, mà anh thả lắc không bù được, là nó là khổ. Rồi. Ủa, sao đó phù về thiên dương, xong phù lên lại, đứng cứ thả vậy thôi anh Tùng. Phù gì lấy tiền nữa xong phù. Rồi, ok, giờ... lưu rương thương dương luôn, lưu rương thương dương luôn. Rồi về đấy lấy tiền phụ lên phụ gì phụ lên đứng yên một chỗ không ngừng di chuyển nó lệch vị trí cái chỗ này là đúng yên vị trí giờ có thả cho em mà được nó đứng một góc này lên đam nhanh lắm 40 cao lẹ không rồi một khui khui ha một tơ nó cái hả rồi cho ngày mai đứng hỗ trợ cho nó lấy cái nó lấy mana thôi bắt chết. Đồng Khải ơi Ngọc bội. Mày cứ gọn gọn chứ dạ trời. Ngứa ngáy sao cha. Ôi giới chỉ thùng đung hết nè. Rồi ok thả tiếp anh ơi. Nãy anh không lưu à. Ok ok. Rồi tiếp tục làm. Tiếp tục đánh xong cái này nữa về bó cho anh em xem. Ui xôi, giá truyền nhiều nha. Ở boss đặc biệt này, cái boss đặc biệt này chỉ có trang sức thôi nè mày. Nhận cái chuyện này, nhận cái truyền ngọc bội này nọ thôi, không có vũ khí. Hơi tiếc, nãy giờ đánh ra quá trời vũ khí mà không có đồ gì đó xài được hết, buồn quá. Hơi nhỏ. Rồi, xài phô diệt, xài bói đồ cho anh em xem. Lâu lắm, con nói đứng lâu lắm mà. Ui, con thổ là đánh lâu lắm. Trời ơi, 540 giá truyền, đầu thì không khác cả. Để lại. Mình 18. Ồ, ok, gạo 8, 120.
20. Số. Ừ, sinh lực cao, ôi. Ô, khoảng đọc sinh lực cao nha. Sức không có bao nhiêu cả. Trời, được, sinh lực, lực. Trời. Vã 12. Rồi, đừng ngập bò kháng lôi 12. Làm chạy lên ít đồ nữa. À, thêm... chưa? Rồi, xuống xuống xíu nữa, xuống xíu nữa. Xuống xíu nữa, sao á. Lên lại, cả lại đây. Lên lại. Rồi, sàn cháo một nhịp, sàn cháo một nhịp. Rồi, được quá. Rồi, thả ra. Rồi, coi còn cái nào nè mày. Mấy cái nhận mới có rồi nè. Trúng độc 20. Thủ pháp. Ngập bòi không banh 23, 20, không anh thua. 15, 20, không anh thua. Này tổng đang đa số hàng cho nè mà không có bán được quang, gì. Quăng cho phi chẳng hết đi. Được cái ngập trò cái 22, cái sức mạnh tổng đẳng cái 53 trời. Thám quá chứ. Vậy, nhưng mà cũng được rồi. Đáng cao mà. Cái nào quăng cho phi chẳng quăng ra. Phi chẳng lấy cái gì, lấy gì nói đi. Cái này anh em đem hỗ trợ anh em vô ban sâu á. Bắt đầu sinh lực lực không mà có gì đâu. Phải chẳng lấy cái nào. Để chiều rồi á. Để chiều rồi. Nào được. Xem cái này nha. Đứng im. Quay vô đây. Đây. Đủ này đứng này. Đứng răng đây. Này đa số độ cho không là nội gì luôn nè. Số mạnh 10. Quá được. Bước về hết đây. Sức mạnh được kết này. Sức lực cao các kiểu. Sức lực lực. Cái này cũng được. Sức lực lực ngon chứ. Kim này. Quá trời quá đậm. Được cái khăn loài 3, 2, rồi. Đã nhặt đồ. Nhấn. Hai cái nhấn qua kia ngay. Thả tiếp anh ơi, cứ đúng vị trí này em chỉ, cứ dám anh thả đi. Đúng góc thì nó thằng quýnh ok rồi. Rồi, xong. Hiện tại ở bên này... Nhiều khổ kìa, phải thấy nhiều khổ luôn. Mọc, mọc. Mọc, mọc hóa. Mọc, hóa. Thắng lôi 30 thì mới ra. Má có mấy cái vũ khí nhìn độc sắc này nó ngon mà lại không tốc độ đánh buồn nha. Em nhìn kỹ lại hai cái đao này vẫn tức luôn nè. Này. Cái đao với cái chì nè. Nhìn đẹp vái không có tốc độ đánh. Áo vái cái nôi. Anh em thêm tóc 30 thử có tiền về không? Trời ơi. Đẹp gớm gớm luôn. Anh này. Hai cây. Trời. Không có tốc độ đánh. Độc sắc. Độc sắc thì vật lý ngoài công đúng cao luôn. Không có trong cao. Không có tốc độ đánh nữa. Thêm dòng tốc 30 20 nữa thì yên xài y bài luôn, thì yên đao xài khỏi chơi luôn. Ôi. Sao tâm mục ấy, tâm mục cũng dùng kỹ năng cho xin phải đâu rồi. Ừ. Có đánh boss đồng lấy. Ủa nè. Con ngũ độc cập vui vui. Anh em nào được lấy boss lại trả lại. Ờ. Cui này. Sao lâu 11. Tìm về đâu. Trời 11. Sức mạnh 18. Ôi ngập ơi, cái nhẫn này ngon vai chưa. Được. Nhẫn này tìm về luôn. Nhẫn này sinh lượng trăm mấy, nó lượng 7 mấy, đẹp vai chưa. Đồ nào nó cục lộ phải á. Phải lắm. Trời sinh lượng lực không. Sinh lực. Thắng lôi. Hết cho chiền rồi em ơi. Đây cái này 18 đấy. Chúng mình ơi. Trời ơi, cái nhắn vai chứ. Về rồi, được cái nhắn vai 26, ngon rồi Tùng ơi. Đỡ phải mua anh ơi. Ngon lắm. Khăn lôi 26 gửi được 2 món, được rồi. Đẹp nha. Về bờ thêm nhắn khăn lôi 26 nè. Đồ, 30 chuẩn luôn em ơi. Không bỡ cái cụ của tôi hỏi là 27 phải không? 27 chưa bán được, đang bán. Này sinh lực lực này. Sinh lực này. Đây là cái đồ này. Mấy cái hàng đẹp đó lại siêu tầm cho anh em xem. Rồi, ok. Ừ, ngon, khó phải mua rồi. Đỡ được đỡ được 30 kim, ngon rồi. Đỡ được 30 kim anh Tùng. Đỡ được 30 kim ấy, ngon ấy. Quá đẹp. Xem lần lần có đồ sợi, đâu phải mua. Về được chút rồi. Về được 30 kim hơn là ngon rồi. Đồ cái thể lực kia mà là sinh lực nên gỡ là được cho người boss. Ừ, sinh lực nó đẹp ha. Ừ, cái thể lực đó là sinh lực đẹp luôn. Quá đẳng cấp. Nó cái đồ dài, nhưng cũng một điểm siêu phẩm luôn. Ừ, đúng một điểm.
Nhưng mà nếu mà lắp vào cho một số phát á, tốc độ chạy như kiểu cái ba cô lô thì lại không thành vấn đề một điểm nữa. Đúng rồi, Ngemi vẫn bình thường mà, Ngemi vẫn lắp được mà. Đúng rồi, có tốc độ chạy mà. Tên nó lại thủy. Không thành vấn đề. Thì về coi, nhận đâu, nhận họ, nhận thủy đâu, nhận thủy đâu. Có nhận thủy không anh? Chưa em ơi, chưa thấy. Ở bắt năm 16 này thì thực sự là anh em xem đừng quên đỡ lại cho Khải một like cho sự ủng hộ cho anh em ơi. Cố gắng giúp Khải video này đạt hơn 250 like. Khải cũng như anh Tùng tiếp tục làm những video bắt tiếp theo cho anh em xem nha. Đừng quên ủng hộ mạnh em và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho anh em. Khải hay up video vào lúc tối. Ui da. Khải hay up video vào lúc tối nè em ơi. Lúc tối và luôn hay up video vào lúc trưa. Up video vào lúc trưa. Và cũng như là up livestream vào lúc tối đó, anh em rảnh rỗi cứ lên xem ủng hộ chơi nè mày, nó giữ ít đồ cả cho anh em đọc lái nè, nó nhiều đồ quá, cho anh em đọc lái bớt đây xíu nè, đồ nhiều quá khui để cho Nga mi lụm nằm đọc đứng không lụm rồi, trời ơi đồ kìa, ôi rất đồ quá trời luôn á, trời tiếng binh tiếng thao lộ kìa, đồ sinh lực ui cứ đọc 24 vai chứ. Ui lại sinh lực lực đẹp dữ ta. Được mấy nhẫn kim được nha. Trời kháng cái cả đâu anh em. Mấy nhẫn kim hồi sốt bán được 100-200 vạn đó này. Thì mấy nhẫn này bán chắc chắn có tiền rồi chứ. Điều cho anh em xài cho muốn bán mấy cái nhẫn si đa lắm. À, đừng cá cho thiếu lầm. 21 điểm. Ra. Cái 40 nữa ngon lắm. Trời sinh lực cao. Ê gì vậy? Là 130 nhau mập này xin lập cho mọi người ngon xung mạnh 12 xin lập kéo ạ lá sạch số trời 21-20 không cần kéo lỗi trời 17 cái này cái nấy rồi đâu nhận thấy mà không có đồ không có hàng rồi còn giá trị rồi nè khi chẳng lái đồ xin lực không lái này à lái đưa đồ xin lực rồi lực lực rồi lực này đúng rồi. Ai sai. Đó, sinh lực cao này. Không bằng sinh lực này. Đang lô 17. Sinh lực cũng được này. Có cả ngày 10 nào trong bang sai cũng cho không được. Chậm này. Sức mạnh 12 này. Sinh lực này. Rồi, còn lại mấy cái hàng gọi tương đối hàng trưng bày rồi nè. Chưa có món nào gọi là có tiền được cái nhẫn khăn lôi 26. Giày kháng lôi 27 và vũ khí. Đây nè. Đó, được mấy con này, có tiền gọi là bán có tiền vài chục kim á. Này sinh lực. Kích đồ cho. Đồ nhẫn kim này ngon. Ai cũng luôn đánh nhẫn kim khỏi chơi luôn. Bữa ông cho ngã thần một cái 18 rồi. Còn này nữa một cái khác này. Lực mà vừa sinh lực mà nội lực thì vừa nội lực nữa nhá. À, giờ cũng năm độc, còn giao dịch năm độc có đồ gì đây chiếu này mà. Từ từ lụm hết mấy này. Anh Tùng từ thả nha. Trời ơi, 3 cái chỉ. Đóng giao dịch con năm độc. Chưa có vượt. 3 cái nhẫn kim luôn Khải. 3 nhẫn kim luôn á. Đậu sao à, kim dữ rồi ta. Nhẫn có cái chiều thổ và chiều kim đồ. Có cái tiền nhiều. Sao trời ơi. Gì vậy. Bỏ sắc. Trời. Không có kháng cả cái gì hết. Rồi chủ lối nha nè. La cho anh em xem con năm độc này. Chủ lối nha. Dừng hết nè. Tùng chà. Đâu rồi. Rồi, đồng ý đi. Còn rác với rác không. Tụ cả quýnh cái lô này nhẫn nhiều quá. Nhẫn nhiều. Mà nhẫn kim mà chịu rồi. Nhẫn gì mày có tiền nhẫn thủy à? Được, như trong đó là được cái nhẫn. Nhẫn thủy, được nhẫn thủy mới có tiền. Ôi, từ từ về bót cái này đi nè mày. Bán cái này đi, chắc chỗ quá. Khui. À, cái này. Sức mạnh xấu, sinh lực 80, bông sốt đi rồi. Ơ, lông. Ê, bỏ qua lại kia. À, đây. Rồi, khui. Trời, 20, sinh lực cao, nỗ lực, kim, sốp. Lôi 15, sốp luôn. Trời, 530, 40 đấu. Ôi trời ơi. Trời, 30, ồ, thông pháp cao ngon nhờ. Thông pháp ngon nhờ. Trời, lôi 19. Chọn 20. Số. Số. Mình chặt 20. Đã đâu? Lên lầm. Rồi, hết rồi. Rồi, nhanh Tùng ơi. Tùng
nha. Khui cái này là vứt qua ngày 10 bước này mà chậm luôn á. Ba cái đồ này thực sự là chỉ có cho trong trong bình. Đưa cho cái ấy. Rồi Thái lần này. Rồi, nhắn này sốt luôn. Đừng mình giữ bớt rồi, không có đồ nào xài nó ngon luôn nè. Thùng rác quá rác. Bây giờ sau này anh em nào hỏi ở đây nó cứng gì quá. Biết nhiều đường đồ nè, đồ tầm trung, sinh lực lực quét trào vào đất nè. Rồi, kích bớt sức mạnh 18 nè. Kháng độc 24. Chốn kháng hỏa dùng 1. Kháng lôi 19. Kháng lôi 17. Sức mạnh 7, sinh lực lực. Sinh lực lực cái này cũng ngon nè, sinh lực 1.3 luôn nè, đẹp không? Hôm qua cho anh ba hầu một cặp, một cặp khá là đẹp luôn. Cho hầu một cặp khá là đẹp luôn. Ê, đây, những đồ kia. Bót lừa đấy anh Khải. Sao em ơi? Bót lừa đấy. Đủ xanh má phun rương vãi cả trường, chết. Thôi. Không sao, nhận được hết rồi. Còn nhiều quý đấy. Má phun rương chết tôi. Chưa thấy giờ chiều. Tự nhiên thông ơi. Trường kim khá là cái 20 ngừng đam chính này nhiều quá. Anh gom đến một con mới mà bó anh à, rồi. Chuẩn bị lo đồ tiếp theo rớt nữa nè. Bói anh cho qua ngày mới ra. Không chết được đâu, tất nhiên mà không chết được. Đi đây. Trời. Nhiều quá, không dùng chứa. Ngày mới chứa không hết. Vào anh Long không chào đón em mà anh Long. Ở đâu, Hùng Huy Hận à? Ôi, dễ chiền quá ấy chứ. Hùng Huy Hận dây chuyền ngon. Hello, em làm 140 này. Hello. Sức lực quá. Mình chơi bên server bên chuyện công quyền phải không? Giờ sang bên của anh Vệ ạ. Vệ ngáo à? À, Vệ em Khải hả? Ừ. Rồi, mày đi luôn đi. Server nào ta server cũ à Khải? Server mới đó, mới ra. Ủa? Vệ nhảy server nữa rồi hả? Ừ. Rồi. Từ Dương Sơn sang bên Lạc Sơn Đại Địa. Trời, rác, rác. Đã nhận tôi này nữa rồi. Rồi, rác không? Lâu rồi sắp quên luôn cái giọng của Hùng Hùng luôn rồi. Sắp quên rồi. Nãy giờ nói chưa nhận ra luôn á, nó mới nhận ra. Nghe là biết rồi. Biết Hùng rồi mà. Rồi. Rồi, ok. Cuối hàng ơi. Nãy giờ chưa có món nào đẹp nữa đâu mà chỉ một cái nhận khăn lo hạ xấu thôi. Bên server thằng Quyền, cái server gọi là server nhiều server nội bộ, anh em chơi vui, giết thời gian như anh. Có phải nạp lủng gì đâu, kim cùng boss thì làm giã tàu à? Cứ hai cái nhiệm vụ cùng làm một nhiệm vụ có lệnh với boss. Xuống xíu tổng ơi, nhớ xuống xíu à, 3 tháng nữa. Nhớ xuống xíu nữa, anh chờ thả xong mua cho bao nhiêu đã? 3 tháng nữa thì đợt này rồi. Đi chơi bên anh Dạ chán thì lại tháng. Anh can đây. Anh can luôn đi. Đây không nói nhanh anh em luôn mà, chết. Anh Long đuổi rồi. 25 Long đẹp trai nó giận, nó giận mày lắm luôn. Trời ơi, nó đéo nói ai tiếng cũng giận mày lắm luôn á. Rồi, ok, giờ chặn xe nghe mày cầm anh em ơi. Chụp năm đọc luôn rồi. Thôi một tháng ông Tèo gọi điện còn chả nghe được đi, hú chi là anh Long. Chi là Long, rồi xong anh Tùng Thái sao xem. Chưa có gì siêu phẩm hết trời. Đừng nhận khăn lôi. Đừng nhận khăn lôi, bù lỗ rồi, nhận khăn lôi nó bù lỗ rồi, đẹp rồi. Không lỗ, anh được nhận cái lỗ đó. Má được mấy cái tụt đầu của cái rất nhiều cái nó đỡ lỗ. Đỡ lỗ. Nói chung cũng luôn lỗ mấy kim hết chứ. Tại vì ảnh nhiều mà. Còn hàng. Con 70 con bắp xanh á thì nói chung tính là 7 kim đi. Còn trong xu thì 7 kim đi. Được mấy món bán có tiền gọi là đỡ chỗ này cho anh em xem đó. 50 con boss đại, một con là 700 xu. Hơn 35 kim rồi. Hơn 35 kim gần 40 kim. Cả tiền dạng nữa, anh tiền dạng đánh nữa. Tổng cộng là chắc khoảng 45 kim. Cả tiền dạng đánh nữa. Rồi, cố gắng là bờ đi Nam. Con sổ kim bị lắc. Đó là quấn sau. Nhắn mấy cái đôi giày cũng được 30 kim rồi. Đúng rồi, nhắn mấy giày 30 kim rồi. Ngon. Có con boss đại có đánh ở đây được à? Được luôn, tí nữa. Được. Ok, đưa em tí em thả cho em thẳng lần 2 con luôn đây. Em thẳng lần 2 con luôn. Trong rương em còn một con. Rương em còn một con. Đâu rồi? Ê tí, cái nào ấy cắt cho cái những kim sinh lực cao nhé. Những kim không cần kháng nhiều được. Kim đây. Sinh lực cao bữa cho ăn cặp rầu.
một cặp mà có một cái xin lực có chín mấy. Anh mở cái đó là ngoài sao vậy? Mình chọn vết em. Mình chọn vết em. Không bị mất cái thanh kia kìa, bị mất cái thanh. Đây. Ở đúng rồi, mở lên. Nhấn cục chuột trái vô là lên thôi. Nhấn hai ba cái chuột trái là lên. Bấm hoài không được. Được không được, em bấm nút tiền thì thổ. Tiền thổ. Ví dụ trường siêu phẩm nằm lên đây, nằm đó đó. Đang tất cả siêu phẩm rồi, còn lát á. Con này, con ông đồng này bị lát rồi. Quên con thổ chết bị lát rồi. Cái con bị lát rồi, con đó là siêu phẩm á. Thôi. Trời. Ôi, sẵn luôn, ngon cái này ngọc bòi, ngon nè. Đẹp. Cái đó ngon, cái đó ngon. Nữ. Xuống, cái đó bán cũng được tầm 150-200 vạn. Chú 150-200 vạn. Đập theo luôn không? Bòi, không rồi, bà. Nè, con cái gần giống nè. Được. Đây. Bán. Đây, con cái gần giống nè. Đó, cừu sắt. Đập theo không? Đây. À, cái này gần đó, bởi trên ba nó tương đối giống. Rồi, tiếp tục em ơi. Lồi 19, hết rồi anh. Được, ngọc bội. Ok. Đi bài đặc biệt này thả bao tiền đấy? Là bài boss đúng không? Không tốn tiền này, nó không tốn tiền. Nói chung là hơn không lỗ là được, ra không lỗ là được. Để chuyện những phút cuối này biết đâu chừng ra cái 18, 16 thì sao? Để chuyện khủng rồi. Đúng rồi, còn đúng mấy con thổ luôn á. Mệt nó luôn. Bỏ cái cha nó hết đi cho nó rộng rương đi rồi bán mấy con thổ rồi. Toàn thổ luôn. Toàn thổ. Kháng lô 19 cái mấy đằng kêu rồi cho bán kìa. Bán cho cái gì? Cái ngọc bội. Kháng lô 19, lực 139 á. Cái đó được không? Cái đó được, cái kiếm khai. Cái gì? Khải. Hả? Lầm đâu kìa. Lầm. Đợi sai chú Đăng ơi. Chưa có ngày 10, chưa có em. Anh tới 3-4 dàn ngày 10 nè mà. Cho anh em khắc cầm ạc á. Lên đồ cũng tới cho anh em. Không đủ. Đó là con này phải đưa dắt lên một tí nữa mà. Lâm độc. Rồi. Rồi nó bị lắc bộ nữa. Con nó lắc. Con này bị lắc đây chút. Còn cho anh em có động lực lần sau. Ôi. Bót lật bài rồi. Trời ơi. Một ngọc bội. Rồi đứng im này, đem được vô hết một lắc nè. Khui. Hiện tại là hết 50 con đặc biệt nữa rồi em ơi. Hết 120 con ấy. Khui. Stop. Trời ơi, không cắn tất cả. Đúng, cái chuyện chúng mình đẹp gớ luôn. Bữa vô đây là ngon luôn. Anh không cắn cả trời. Không bình. Em mà sáng qua đây. Trời ơi, mấy khăn bình. Trời ơi, 19-30. Ừ. Ôi, khăn hóa sinh lực một lực tùng rồi, không có 17 à. Vậy chứ. Ui. À, cái nhẫn này đẹp, 25 quá đẹp luôn tùng. Đúng không? Có 17 à. 22-30. Nó có sinh lực một lực luôn. À, cho con quay quái. Ngon. Khổ cái nhẫn. Vậy chứ. Rồi, xuống lô 15. Xuống lô 15, cho một dòng sốc. Mẹ lùng keo. Đó, ngập bòi 500. Ừ, ngập bòi 540. Rồi, cũng được vài kim. Cũng được. 2-2-30. Rồi, được ít đồ nè. Trông cũng được, nói chung không lỗ. Trông không lỗ, cái này ok, không lỗ. 9-30. Rồi, bây giờ được rồi, bắt đầu em lấy boss đặc biệt thả tiếp. Quên boss đại, em đi lấy boss đại nè. À, con boss đại này á, ra đồ mà dính vô phòng thủ lý là từ 20 trở lên không? Ừ, muốn boss đại nè em ơi. Rồi. Ừ. Bây giờ đâu Huy Doraemon á. Đem lên nè. Rồi, thả con boss đại. Huy Doraemon. Ngày 10 cứ nước theo sale rồi nè. Ngày 10 này ngáo quá. Rồi, khui. Rồi, vô, chạy. Đã quá anh ơi, chạy. Ui, không sao, bên trong đứng ngốc lát rồi, không sao. Ngày 10 ngủm. Má nó muốn ngày 10 knock out, quá chứ. Đẹp, phải nó để một cái con thiếu lâm tụt máu.
Thì về lâu, thì về lâu kiếm quyền quen rồi bó đại đúng tuổi. 15 đô anh em ơi, coi thứ hai con đặc biệt quân hai bó đại này đây đây. Khó chất trước này. Khui hàng, khui hàng. Vui. Khui hàng. Thằng máu thì khui hàng cũng lâu lắm á. Ừ, chắc khoảng 1 phút nữa. Khui hàng, khui hàng. Khui hàng. Nãy giờ đánh có đường môn phụ đánh chứ nãy giờ được 15 phút nè, 15 phút. Hai con một chỗ, con họ xong đến mọc luôn. Đồ có nhìn thấy tán cây vậy mà quýnh nãy giờ luôn á. Thôi là nó còn mất máu, nó không mất máu, đứng khóc luôn, quýnh hồi thổ chứ khóc luôn. Hồi thổ phải nhờ đường môn đánh mạnh luôn. Này họ nó mình nhiều đó hiếm. Bên kia là thứ yên túi tớ đầy đủ mới đánh cờ đó, không có túi tớ đứng hình luôn, đứng nhìn luôn. Khui hàng, khui hàng. Trời ơi. Ồ, thành anh thấy đồ không Tùng, thấy đồ không? Đồ kìa. Đồ nhiều quá chứ. Đồ chứ em. Ôi dồi nhiều. Từ từ từ, đồ họ quá nhiều luôn em ơi. Từ từ bói. Có một cái nhẫn này chứ, có một cái nhẫn này chứ, nhẫn hó này chứ. Sức tàn đồ cái chi ta. Tên nào bảo thật. Ừ, tên nào bảo thật. Rồi, tên nào bảo thật đi nhỉ, rồi. Anh Tùng lên cương hầm mọc đi anh Tùng ơi, em canh máu nha, lên cương tiếp nè. Con hệ mục mà vẫn chưa chết à? Chưa. Áo. Mọc đau lắm. Ôi sụp đổ một dấu. Ôi trời ơi, đâu vậy? 31, phòng thủy có 3 điểm à. Anh Tùng thấy chưa anh Tùng? Thấy em nói không? Có 3 điểm vai trướng. Hồi xưa anh nói không? Đánh boss xanh chưa giờ có một món dòng thủ lý mà con này lại có thấy chưa? Đó. Quá, phòng thủ lý 23 là ngon luôn. 23 là ngon luôn chứ trời. 3 điểm thảm. Đại lưng. Ôi xô. 120. Đó. Ở tay nè. Chú, 120 số. Nhận thông báo 1. Đại lưng họ bỏ. Tân pháp có 1. Úi chú. Cái đai. Rồi. Dòng. Xấy anh. Rồi, số. Nó coi như rồi thì có một cái cuốn Thiết La Hán nè. Thiết La Hán nè. Rồi với lại một viên tinh học. Đồ xanh quá trời. Đôi giày nhìn tuyệt gớm nha. Trời. Thông báo. Thông báo lý 3 điểm. À, đúng. À, đúng luôn, đánh cái con hỏa ra phòng thủ liền. À, đồ đậu. 3 là cũng có tùy. Về hầm bê. Điều hầm bê xa luôn. Đẹp. Cũng tương đối. Rồi, cứ đi anh, cứ đi, cứ đi. Để em báo phù phù. Tùng quýnh vô nó lên 146k liền. Gấp 3 đồng. Dây và tóc cổ là phòng thủ lý hiếm quá không? Hiếm luôn, quá hiếm. Hiếm. Quá hiếm. Chỉ có tốc độ BMU phòng thủ. Phù 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 đây. Rồi ok. Tóc 31 mà cũng đánh mang đầy đà cho đầu chạy đông cho thọ con không nhận rơi tầm độ anh thấy khác hoàn toàn, khác đồ hoàn toàn khác liền đúng không? Bất kia không có mấy món đồ như này đâu, tìm mũi đó. Anh kinh đọc tôn, kinh đọc tôn anh tôn quấn bút này không, anh tìm đồ thu lý làm chậm á. Cái áo mà anh em thấy anh súng mang hồi trước anh em đỡ không là cũng bút này ra này chứ không phải bút xanh đâu. Bút xanh à, mùa tìm quần đầu tiên luôn là cá. Tiền cao em, một con 3-4 kim nó mua đầu server 3 kim rưỡi 4 kim con đó em. Thôi, là server quan trọng nó mua một con 3 kim mà không ra cái gì nha. Rồi quan trọng có dám đánh hay không nữa, mệt lắm. Mấy con này mệt, mấy con này mất nhiều mất tiền mà vừa sợ bị phá. Nên là đánh mấy con này vừa đánh vừa rung. Tại cái lúc đó nó cái quả là mình tịch đồ nó còn keo. Ừ, còn keo nó còn đánh. Nó cái thể quả là mình tịch nó bén lá lại rồi giờ, lại. Giờ thì không rẻ. Không có đồ nhưng mà quả là mình tịch. Giờ có kim mấy con. Giờ này thường nó làm miếng phá.
chung là mình không phá người ta là được, cho vui được. Mình đi phá nó là quốc mình gông khổ. Nó lưu tên cho số điên luôn. Đúng rồi, đó, tinh thần của thật. Chưa. Bởi một sạc đường ngày giáp không mà thôi, quá chín hết trơn. Hẹp mọc rồi chỉ mong cái ái là ngon à. Chẳng rồi vậy chứ. Đại lực nó ra thành cục túc lắc đại lực phi tốc luôn nè, vãi chứ. Ủa sạc nó cứ ra kháng lôi 30-30 hết thì cũng được. Thì kháng lôi 30, tốc 40, nô 1. Trời, nô 6. Đồ ra quá trời nè không? Má đồ nhiều quá chứ. Dương thì tinh. Dương thì tự thì tinh. Ủa kháng lôi 19 đồ được rồi chứ. Nhưng mà nó lại rơi vô cái áo nó cũng rồi. Không có phục hồi như không. Mấy đôi giày? 3 đôi giày, 1 bao tây. Đục đá đai. Trời, 13 15. Ui, không có tóc. Không có tóc nữa nè. Rồi, 15. Rồi, ra anh Tùng ơi. Lấy mấy dương thì tinh mấy đồ nè. Không có gì hết, tinh không. 3 đồ này, đợi em đỡ cái đồ bên kia nha, cứ lấy nha. Rồi, rồi. Tổng kết. Tổng kết độ. Em giao dịch cho anh cái nhẫn thủy này. Đây. Nhẫn thủy 17 ấy. Ok anh. Để anh lấy sinh lực, nào anh cần sinh lực. Ok, đợi một chiếu nha, cứ qua tương nhiên bác anh ơi. Rồi ok anh em ơi, và lần này thì thực sự là đánh khá đồ nhiều. Mà khoảng hết 3 triệu, 3 triệu hơn anh em, cả tiền giảm hơn 3 triệu hơn á. Thì ra được cái nhẫn này, bù lại cũng được 2 triệu nè. Bù lại nhẫn này cũng được 30 kim. Đó. Rồi ngọc bội này thì cũng được vài kim. Là cho em trong băng xài đó. Ở đôi giày cũng khá là ngon này, đôi giày này cũng khá là ổn, đôi giày này chắc cũng bèo lắm được 15 đến 10 kim đôi giày này. Đôi giày này khá là đẹp. Thời điểm hiện tại quá đẹp. Còn cái kích này thì theo khải tính thì kích này chắc 3 đến 4 kim. 1 kim là 70.000 nha nè. Rồi, ngọc bội 540 này cũng từ 5 đến 10 kim. Tầm này rẻ này, 5 đến 10 kim. Bộ tay cho, nhận cho. Những này là lấy làm sao đi. Đây nè, nhận thủy này. Sinh lực nỗ lực 100, sinh khí 11. Rồi. Ok. Lần bắt 56 này cũng khá là ổn rồi nè. Tạm tới nha. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho bạn. Cũng như ủng hộ bắt này 250 like hơn. Tiếp tục ra bắt 57 nha mọi người. Cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều nha. Kính chúc em một ngày mới vui vẻ và đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ Khải mạnh, ủng hộ chơi nha mọi người. Cảm ơn em rất nhiều. Còn lại mấy món đồ kia chả có gì nè mày. Nhẫn kháng lôi 26, bọn 52, bọn 19, 27. Này cho đẹp rồi, này không ăn thua nè mày. Nhìn đẹp rồi, cho nó ngậu. Rồi, lôi. Rồi, bọn rác thôi.